Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đi qua những ngày cuối cùng của năm Canh Tý, chuẩn bị đón chào năm mới Tân Sửu. Dịp cuối năm cũng là dịp để gặp gỡ, tụ tập và liên hoan tổng kết. Trong nhịp sống hiện đại, nhất là vào thời điểm cận Tết và Tết 2021 đang tới gần, do áp lực công việc cuối năm, thói quen sinh hoạt và ăn uống thiếu khoa học bởi những bữa tiệc tùng cuối năm cũng như các vấn đề an toàn thực phẩm, nhiều người sẽ bị tích tụ quá nhiều chất độc vào trong cơ thể. Và nếu như không biết cách thải độc đúng thì bạn có nguy cơ phải đi gặp bác sĩ sớm đấy. Để thanh lọc lại cơ thể, nâng cao sức khỏe của bản thân, các chuyên gia đã mách bạn một số cách thải độc đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả sau đây. 4 cách thải độc cho cơ thể dịp Tết 2021, ai cũng nên biết sớm tránh để người tích tụ độc quá nhiều. Trong nhịp sống hiện đại, nhất là thời điểm cận Tết và Tết 2021 đang tới gần, sắp tới, do thời gian làm việc dài, thói quen sinh hoạt và ăn uống thiếu khoa học, cũng như các vấn đề về an toàn thực phẩm, nhiều người sẽ tích tụ quá nhiều chất thải, chất độc vào trong cơ thể. Để thanh lọc lại cơ thể, nâng cao sức khỏe của bản thân, các chuyên gia mách bạn có một số cách thải độc đơn giản như sau. 1. Thải độc gan. Gan là cơ quan đóng vai trò mật thiết nhất để đào thải cặn bã. Nếu bản thân gan nhiễm độc, các chức năng suy giảm sẽ dẫn tới tình trạng cảm cúm, u buồn, cơ thể nổi mụn, da không sáng và đều màu hay đau đầu, đau nhức người. Để dưỡng gan, cách hữu hiệu nhất chính là đi ngủ sớm, trước 11 giờ đêm để cơ thể có đủ thời gian hồi phục. Ngoài ra, chế độ ăn uống cũng góp phần không nhỏ. Nếu ăn nhiều rau quả xanh như bông cải xanh, cải cúc, sabina, bắp cải, ớt xanh, mang tây, chanh, tảo bẹ, chúng có tác dụng thông khí trong gan, giảm ứ trệ ở gan, giảm rối loạn cảm xúc. Nếu muốn làm dịu gan và điều hòa khí thì cũng nên uống một số loại trà như trà quả trà la đỏ, trà hoa hồng có thể mát gan thải độc. Chuyên gia đông y cũng khuyên dùng quýt hoặc chanh vỏ xanh để chế biến thành nước quýt hoặc nước chanh tươi dùng cả vỏ, sau đó uống trực tiếp sẽ rất tốt. Bên cạnh đó, quả kỳ tử cũng là một vị thuốc quan trọng để thanh nhiệt giải độc cho gan. Khi gan chứa quá nhiều chất độc, ăn quả kỳ tử sẽ giúp giảm nhanh độc tố ra ngoài cơ thể, mỗi ngày nên ăn khoảng một nắm nhỏ. 2. Giải độc thận. Thận đóng vai trò quan trọng trong việc bài tiết chất thải và điều hòa cân bằng axit bazơ. Nếu chức năng thận suy giảm, kinh nguyệt phái nữ dễ thay đổi thất thường hay bị phù nề, dễ cảm thấy mệt mỏi. Thời gian giải độc thận phổ biến là từ 5 đến 7 giờ sáng, thức dậy để đi vệ sinh trong thời điểm này sẽ giúp cơ thể đào thải sạch sẽ các chất độc tuần hoàn qua đêm. Để thanh lọc thận, cách tốt nhất là uống nhiều nước, bổ sung đủ nước có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Lúc bụng đói nên uống một cốc nước ấm vào buổi sáng, không nên nhịn tiểu vì chúng có chứa rất nhiều độc tố, nếu không đào thải ngay sẽ bị hấp thụ ngược trở lại, không thể đạt được hiệu quả giải độc. Nên ăn thêm các loại hoa quả chứa nhiều nước như dưa hấu, bí đao để gia tăng lượng nước tiểu. Các loại rau thơm, mâm cỏ, linh lăng, quả nam việt quất cũng có thể hỗ trợ quá trình đào thải cặn bã trong thận. 3. Giải độc phổi. Phổi là cơ quan trao đổi khí oxy và carbonic trong cơ thể con người, nhưng cũng là nơi dễ tích tụ chất độc nhất, bụi bẩn, nicotine, nấm mốc, vi khuẩn, dị nguyên. Trong không khí sẽ xâm nhập phổi qua đường hô hấp. Nếu không đào thải được chất độc ra ngoài, không những bạn dễ bị ho, hen suyễn, khí quản kém, mà sắc da cũng trở nên xìn màu, ảnh hưởng đến chức năng của ruột, gây táo bón. Tập thể dục, vận động nhiều hơn có thể giúp tăng cường chức năng tim phổi, thúc đẩy tuần hoàn máu, tiết mồ hôi cũng là một cách đào thải cặn bã còn tích tụ trong người. Ăn nhiều thực phẩm có tác dụng dưỡng ẩm cho phổi, bổ phổi, dưỡng âm như lá lốt, hạt sen, nấm đen, nấm trắng, tàu bẹ. Và các loại thực vật, rau lợi khuẩn có thể giúp thông phổi và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. 4. Giải độc đại tràng. Chức năng chính của đại tràng là thải chất rắn ra khỏi cơ thể. Tốt nhất bạn nên thức dậy đi đại tiện vào thời điểm này để thông kinh lạc của ruột già từ 5 đến 7 giờ sáng. Sự tích tụ trong đại tràng sẽ khiến niêm mạc hấp thu ngược những cặn bã, khiến khả năng miễn dịch của cơ thể bị suy giảm. Nước là trợ thủ tốt nhất giúp đường ruột hoạt động trơn tru. Sau khi thức dậy, uống nước có thể làm sạch dạ dày và ruột. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ hơn như các loại nấm, nấm hương, mộc nhĩ, nấm kim châm, nấm tuyết. Các loại khoai, khoai tây, khoai lang, củ sắn, măng, củ cải trắng, ngô, hành tây, tỏi tây, bí ngô, ớt xanh. Chúng có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp giải độc ruột già, giảm triệu chứng táo bón. Bạn có biết trà gừng đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như là một phương thuốc tự nhiên cho nhiều loại bệnh? Tuy nhiên thì việc sử dụng chúng như một thức uống vào buổi sáng không phổ biến.
Đây có thể sẽ là một gợi ý để bắt đầu ngày mới với đầy năng lượng cho bạn đấy. Cùng tìm hiểu về loại củ được coi là thần dược của người Việt sau đây, cũng như là những công dụng và cách sử dụng nó ra sao cho hiệu quả trong bài viết ngay sau đây nhé. Loại củ là thần dược của người Việt cực tốt nếu sử dụng vào buổi sáng. Trà gừng đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một phương thuốc tự nhiên cho nhiều loại bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng như một thức uống vào buổi sáng không phổ biến. Đây có thể sẽ là một gợi ý để bắt đầu ngày mới với đầy năng lượng cho bạn. Trà gừng tăng cường khả năng miễn dịch. Chuyên gia dinh dưỡng Haley Grimring khuyên nếu bạn đang tìm kiếm một cách tự nhiên để tăng cường hệ thống miễn dịch của mình, bạn có thể cân nhắc sử dụng trà gừng. Gừng có đặc tính kháng virus, kháng khuẩn và chống nấm, chưa kể đến nguồn vitamin dồi dào. Đây là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời giúp hỗ trợ một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Rễ gừng có chứa các hợp chất gọi là ginseron, sorghum và paradon. Những hợp chất này có khả năng hỗ trợ cơ thể chống lại chứng viêm và các gốc tự do. Mặc dù uống trà gừng không phải là một phương pháp chữa bệnh, nhưng phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Trà gừng giúp cải thiện sức khỏe răng miệng. Henry Hatchney, một bác sĩ nha khoa cho biết, các đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn của nó tiêu diệt vi trùng có hại và do đó ngăn ngừa sâu răng. Hơn nữa, sử dụng gừng hàng ngày hỗ trợ giảm màng bám và tăng cường nướu răng của bạn. Raffino, thành phần hoạt chất chính trong gừng, giúp làm dịu các cơn đau răng khác nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là một giải pháp tạm thời. Bạn cần đến gặp nha sĩ khi vấn đề trầm trọng hơn. Trà gừng giảm chứng khó tiêu. Hầu hết mọi người đều biết cảm giác khó chịu khi ăn một bữa ăn lớn. Nhưng nếu bạn thấy mình bị chứng ợ nóng nhiều hơn 2 lần mỗi tuần, bạn có thể mắc bệnh trào ngược dạ dày, thực quản, rớt. Nếu bạn rơi vào trường hợp đó, bạn có thể uống trà gừng mỗi ngày giúp chống lại bệnh trào ngược thực quản. Một trong những lợi ích của trà gừng là nó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, giúp làm chống dạ dày và giảm bớt chứng khó tiêu và ợ chua. Trà gừng hạn chế chứng viêm mãn tính. Khi bị đứt tay hoặc bong gân mắt cá chân, bạn có thể nhận thấy rằng cơ thể phản ứng bằng cách bị viêm để tạo điều kiện cho quá trình chữa lành. Và đó là một phản ứng bình thường, tuy nhiên không phải tất cả các chứng viêm đều có lợi cho cơ thể. Cụ thể, viêm mãn tính có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường và trầm cảm. Chuyên gia dinh dưỡng Katie Boyce khuyên bạn nên nhâm nhi trà gừng mỗi ngày. Tác dụng lớn nhất mà tôi nhận được từ việc uống trà gừng là nó hỗ trợ phản ứng viêm tự nhiên. Trà gừng giảm nguy cơ ung thư. Uống trà gừng mỗi ngày là một cách có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa ví dụ như vitamin C và chất dinh dưỡng ví dụ như kali để chống lại chứng viêm và bệnh tật tổng thể, điển hình là ung thư. Có nhiều khoa học bổ sung về chủ đề này như tạp chí PROS One đã tiết lộ vào năm 2015. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng gừng có thể giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tụy. Thêm vào đó, một nghiên cứu trên tạp chí Nutrient cho thấy gừng có thể ngăn chặn các tế bào ung thư đại trực tràng. Trà gừng hỗ trợ giảm cân. Theo tạp chí Time, 49% tổng số người Mỹ đang cố gắng giảm cân. Thực tế, cứ 2 người thì có 1 người gặp vấn đề thừa cân. Rễ gừng có chứa các đặc tính được gọi là ginseron và sorghum giúp hỗ trợ các hoạt động sinh học của cơ thể. Nói cách khác, chúng làm tăng sự trao đổi chất của bạn và làm giảm mức cholesterol của bạn, Hickey nói. Mặc dù uống trà gừng một mình sẽ không giúp bạn giảm cân, nhưng nó có thể hỗ trợ nếu bạn kết hợp nó với lối sống lành mạnh khác. Trà gừng giúp tập trung tinh thần. Uống trà gừng có liên quan đến việc hỗ trợ sức khỏe não bộ. Các nghiên cứu sử dụng chiết xuất gừng đã chỉ ra rằng nó có thể cải thiện chức năng nhận thức và tăng cường trí nhớ làm việc. Tất nhiên, trà gừng không phải là một loại thuốc đặc trị, nhưng nó cực kỳ hữu ích. Uống trà gừng mỗi ngày tốt cho tim mạch. Theo một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Nutrition, khảo sát 4.628 người, 2.805 phụ nữ và 1.823 nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 77, tiêu thụ gừng được chứng minh là làm giảm nguy cơ cao huyết áp. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu kết luận rằng tiêu thụ gừng làm giảm nguy cơ bị đau tim và hình thành cục máu đông, cũng như giảm mức cholesterol và cải thiện lưu thông máu. Trà gừng tốt cho phụ nữ có thai. Trên thực tế, 2/3 số người mang thai mắc chứng khó chịu, buồn nôn hay còn gọi là nghén. Gừng đã được sử dụng để chữa buồn nôn do say tàu biển và say xe. Nó cũng được sử dụng để giảm cảm giác buồn nôn ở bệnh nhân hóa trị. Theo chuyên gia dinh dưỡng Katie Boy, nếu bạn không mang thai nhưng bị khó chịu trong kỳ kinh nguyệt, trà gừng cũng có thể giúp ích cho bạn. Cô tiết lộ nó giúp giảm bớt chứng đầy hơi, đặc biệt là vào khoảng thời gian đèn đỏ ở phụ nữ.